Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay ngày mùng 8 tháng 11 năm Kỷ Hợi đại chúng à, tiếp tục chương trình tu học định kỳ hàng tháng. À, chúng ta còn một tháng nữa là đến Tết rồi chúng ta còn ngày mùng 8 tháng 12 nữa nha, là khóa tu bác con trai cuối cùng trong năm, À, một năm trôi đi quả thật là nhanh, đại chúng thấy không rất nhanh. À, Quý Phật tử về chùa thấy chùa đang uh, tấp nập để chuẩn bị cho Tết, Nghe không? trang trí, bàn trang trí khánh tiết, cây cảnh là những ngày này rất là bận. Nghe không? Hôm rồi cái khóa tu uh, tuổi trẻ ha, để được các cháu uh, học sinh sinh viên về cũng uh, làm việc một buổi, các cháu cũng giúp cho cho ban trang trí, ban cây cảnh được khá nhiều việc và các cháu rất là vui được về chùa, được lao động, được uh, chấp tác. Các cháu rất là hoan hỷ. kính thưa đại chúng, một năm trôi đi rất nhanh và sự tu tập của chúng ta cũng thế. Hàng ngày chúng ta đều phải kiểm lại xem chúng ta tu tập thế nào. Như bài tác bạch vừa rồi, nghe không? trái đất này thì còn sinh trụ hoại diệt. Đấy, chúng ta cũng thế nghèo đời người cũng thế cũng rất nhanh cho nên chúng ta phải lo cái việc tu lo cái việc tích lũy phúc báu để cái kiếp tương lai mình đi mình được tốt lành đại chúng có nhất trí với thầy thấy không ừ. kính thưa đại chúng cúng dường hay là bố thí đều là cái việc cho ra nghèo nó là cái hành vi cho ra bố thí tức là cho ra trong đó thì có cúng dường cho ra mà với cái người trên ấy, thì mình gọi là cúng là cúng dường với cái người dưới mình gọi là bố thí thế thì cái bố thí cúng dường đó, thực sự nó nằm trong cái đạo lý cho và nhận thưa đại chúng cho và nhận ở trên đời này chúng ta cùng suy gẫm mà xem vạn vật hình như nó đều có cái sự cho và nhận cả đấy có cái sự cho nhận đại chúng thấy nghe không? mặt trời thì cho chúng ta ánh nắng vào đấy cây cối thì nhận ánh nắng mặt trời rồi cho ra hoa trái đấy. tất cả mọi cái vào nó đều có một cái sự cho nhận có lẽ nó làm cái đạo lý tuần hoàn trao đổi ở trong cái vũ trụ pháp giới này. Chẳng có cái gì mà lại không có sự trao đổi cho nhận cả. Nếu mà một vật không có cái sự trao đổi thì người ta gọi giống như là vật chết ấy. Vật chết ấy. Thầy nhớ có một cái bài hát mà nhạc sĩ Hoàng Long sáng tác cho các cháu thiếu nhi đấy. À, trong bài hát đấy có mấy cái lời này cũng rất hay cho những sớm ban mai là ánh nắng bình minh à, cho những đêm trăng đẹp là chị hằng tươi sinh cây cho trái và cho hoa sông cho tôm và cho cá đồng ruộng cho bông lúa chín chim tặng lời gieo ca cái bài hát thì rất hay bài hát thì hình như cái tựa đề của nó là, là bác hồ người cho ta tất cả đó Đấy. cho các cháu thiếu nhi hát và bài hát rất là vui nhộn nhưng mà thực sự cái bài hát ấy cũng cho chúng ta thấy một cái đạo lý à, đấy. chúng ta thấy ở trên cuộc đời này đấy vạn vật trong thiên nhiên mà còn cảm giác như là biết cho biết nhận và biết dân hiến à, mặt trời cho ánh nắng không có ánh nắng thì chúng ta chết à, cây cối cũng chết hết à, cây cối nhận được ánh nắng từ mặt trời thì lại cho cho hoa cho cho trái cho đời, à, mưa thì cho nước xuống suối suối khe suối khe thì lại đem nước ấy cho sông sông đem nước ấy cho ra biển biển thì lại lại cho hơi nước bay lên làm mây rồi đấy cứ tuần hoàn như vậy, Nghe không? Đấy. vạn vật chúng ta cảm thấy nó đều có cái sự cho nhận trao đổi, đấy thế còn loài người chúng ta thì sao thưa đại chúng loài người chúng ta vì chúng ta khác với muôn vật chúng ta có ý thức chúng ta biết suy nghĩ à, chúng ta hơn đó, Hơn các loài vật à, hơn những cái vật tự nhiên này thế nhưng mà khổ nỗi chính chúng ta biết suy nghĩ này này và chúng ta lại có những cái suy nghĩ gọi là mê lầm chấp ngã à, chúng ta suy nghĩ mà chấp ngã, đấy. cái đấy nhà Phật mình gọi là vô minh đấy, vô minh chấp ngã, chấp cho rằng là có ta, có tôi và có những cái của tôi và chúng ta đều muốn cho cái tôi của mình nó to ra, nó lớn mạnh lên, nghe không? Đấy cái mà mê lầm của chúng ta là thế, thế cho nên chúng ta thường có khi là không nghĩ cho ra cho ra sợ như là mất cái tôi của mình nó nhỏ bé đi mà chúng ta thường lại thích nhận về vào nhận về giữ lấy bám chặt lấy nghe không? cái gì là của mình mình giữ cho chặt nghe không đấy không muốn cho ra và muốn cho cái của mình nó to lên lớn lên nữa đấy cái đấy là cái bệnh mà cái mê lầm chấp ngã của chúng ta của loài người chúng ta đấy à, chúng ta chấp ngã dữ lắm Đấy, cho nên mà trong pháp giới này thì vạn vật nó đều biết cho biết nhận đấy, đấy, chúng ta thấy wow, hòn đá wow, hòn đá buổi sáng nó nóng nó nhận ánh nó mặt trời nóng tối thì nó tỏa nhiệt ra cho mọi người được ấm và wow, hòn thạch quang buổi sáng nó nhận ánh sáng đến tối nó phát quang lên tự nó phát sáng á, cho những vật xung quanh nó còn biết đáp trả như vậy thế nhưng mà người chúng ta nhiều khi đấy Do mê lầm, do ngã chấp Cho nên chỉ biết nhận về Không biết cho ra Và muốn nhận về thật nhiều Và giữ cho thật chặt Cho cái bản ngã của mình Củng cố cho cái bản ngã của mình Đó. Con người chúng ta lại như vậy đấy thưa đại chúng đấy, Như vậy đấy Thế thì nó có lợi ích gì không Thưa đại chúng Đúng. Nếu chúng ta mà không biết cho Cho ra à, Chỉ biết nhận về Thì thế nào mà cuộc đời này sẽ ra làm sao, sẽ ra làm sao? toàn là những người chỉ biết nhận về, không biết cho ra, không biết giúp ai bao giờ, thì cuộc đời nó ra làm sao? thế cho nên ấy trong ngôn mới có câu gì nhỉ? sợi lời thì trời cho, so đo thì trời lấy lại, nghe không? cái người sợi lời mở lòng ra thì trời lại cho, còn mình so đó, mình keo kiết thì trời lại lấy lại ở đời nó thường lại như thế đấy cái người tâm ích kỷ thì họ cứ nghĩ cho là mất bố thí là mất cúng dường là mất mà đúng thật bố thí là mất đi mình cho tiền cho của đi là mình mình hao đi thật đấy. họ thấy trước mắt như thế họ nghĩ là mất mát là thiệt thòi cho nên chẳng bao giờ một đời cho họ họ biết bố thí cho ai giúp đỡ cho ai biết cúng dường không biết bao giờ vì họ chỉ nhìn thấy cái trước mắt nhưng mà đúng là họ thật sự họ đã lầm ở trên đời này chúng ta biết không có một cái gì là mất đi hẳn đại chúng thấy không đấy chúng ta cũng học cái định luật bảo toàn rồi à, wow. có cái gì là mất đi đâu không một cái gì mất đi cả năng lượng cũng không mất đi vật chất cũng không mất đi nó chỉ chuyển hóa thôi thế và đặc biệt tâm linh của chúng ta lại càng không mất đi tâm linh thì càng không bao giờ mất đi Đó vật chất không mất mà tâm linh cũng không mất thế thì cái chuyện chúng ta cho ra sao lại bảo là mất được không phải là mất đâu họ chưa thấy chưa nhìn xa chưa thấy sâu cho nên họ nghĩ như vậy mà họ nghĩ như vậy đó chính vì thế thì hôm nay để củng cố thêm cái lòng tin của đại chúng với lời phật dạy thì thầy chia sẻ với đại chúng cái chủ đề cúng dường phật và chúng tăng được phước báu mà thông qua một câu chuyện về một cái anh chàng nghèo anh biết cúng dường làm phước nhé đại chúng cùng lắng nghe câu chuyện này là một câu chuyện từ thời đức phật còn tại thế thời phật còn tại thế có một chàng trai rất nghèo cha mẹ mất sớm chàng trai con nhà nghèo cha mẹ lại mất sớm cô đơn đói khổ lang thang kiếm sống bằng nghề làm thuê này chúng biết là thời đức phật thì ấn độ vẫn bốn giai cấp đấy. cái giai cấp cùng đinh ấy, thủ đà la thì nghèo khổ lắm và cho đến cái giai cấp thương buôn phệ xá đấy cũng vẫn rất nhiều người nghèo cái giai cấp thủ đà la thì cực khổ lắm rồi còn giai cấp gọi là thương buôn cũng rất nhiều người nghèo khổ chứ không phải ai cũng được giàu có, buôn bán nhỏ. Thế thì chàng trai này xuất thân trong cái giai cấp phệ xá này, nghèo, rất nghèo khổ. Bố mẹ lại mất sớm mồ côi cha mẹ, lang thang, sống bằng cái cuộc đời làm thuê, quốc mướn. Thế vì thời đó là Phật đang tại thế, cho nên là giáo lý của Đức Phật ấy cũng được lan truyền khá rộng trong nhân gian rồi thì chàng trai này mới nghe có người người ta nói rằng ở trên cung trời đau lợi rất là sung sướng nghe. Đấy người dân hồi đó vì có đức Phật họ có có một cái niềm tin rất là chắc thật. Đức Phật nói rằng là có cõi trời đấy. Chúng ta chết hết ở cõi người này chúng ta có thể tái sinh vào sáu cõi, trong đó có cả cõi trời nghe. Và mọi người tin chắc vì đức Phật nói là ai cũng tin không ai nghi ngờ như chúng ta bây giờ mà nói là có cõi trời hay là có cõi âm chết rồi là còn vong hồn cũng khối người không tin nghèo đấy. đấy qua câu chuyện chùa chúng ta đầu năm rồi đấy nhiều người ta không tin là có vong hồn có vong linh không có vong linh báo hoán không có họ không tin đấy, họ chỉ tin cái trước mắt thôi nghèo tin cái gì trước mắt và cái gì mà mắt họ thấy cơ Đấy. còn nhiều những cái mà mắt mình không thấy nhưng nó vẫn tồn tại wow. đại chúng đều biết cả rồi wow. các loại sóng các loại từ trường nó vẫn tồn tại đấy thôi đấy. có nhiều cái mà mắt người không thể thấy mắt của những cái con vật nó lại thấy đấy thế nhưng vì thời đức phật ấy thì đức phật là bậc đại thánh trí tuệ siêu việt cho nên ngài đã nói là ai cũng tin mà tin chắc thật luôn như là mình thấy luôn á Thế cho nhân dân người ta đồn nhau nghe phật nói là trên cung trời đau lợi rất là sung sướng nghe cõi trời đau lợi hay còn cõi trời trời ba ba mà vua trời là ông đế thích đấy ngọc hoàng đế thích đấy rất là sung sướng nghe không? rất sung sướng thế thì chàng thanh niên nghèo khổ này nghe thấy thế vì nghèo suốt ngày đi làm thuê quốc mướn để kiếm ăn thì, thế mới nghe thấy ai đó người ta nói cho mình câu đó thì chàng rất là tin và lại nghe người ta nói rằng cúng dường cho phật và chúng tăng thì sẽ được sinh lên cái cõi trời đó nghe không Đấy, nghe người dân người ta nói chuyện với nhau mà cúng dường cho phật và chúng tăng thì sẽ được sinh lên cái cõi trời đó thế là anh ta rất là thích vì nghĩ cuộc đời mình quá khổ nghèo khổ từ lúc sinh ra cha mẹ thì lại chết sớm chẳng anh em gì cả lang thang đói khổ thế này ước gì mà mình sau này được sinh lên trời Đấy. thế thì thưa đại chúng cái mơ ước mà sau này mình được sinh lên trời ấy nó cũng giúp cho chúng ta có thêm cái niềm tin vào sự sống Đấy. chúng ta cũng muốn sống tức là nhìn cái tương lai của mình mà nó sáng sáng á thì chúng ta cũng còn còn muốn sống còn hy vọng sống thế mà nhìn mà nghĩ tới tương lai mà nó tối thui thì nhiều khi ta không muốn sống nghe không? cho nên ấy, Phật giáo cũng như tôn giáo có cái hay là giúp cho người ta có được đức tin, có được niềm tin vào vào tương lai cái đó rất là quý cho nên thầy cũng có thể nói là chưa biết là Phật pháp cho chúng ta cái gì nhưng cho chúng ta niềm tin đấy là cái điều đã rất quý rồi nghe không? chúng ta không biết là được cái gì nhưng mà được niềm tin có niềm tin có chỗ dựa cái đấy là cái điều rất là hạnh phúc chứ không phải không người ta nói mất niềm tin là mất tất cả đấy, mất tất cả thế thì chàng trai nghèo này nghe người ta nói như thế là biết rằng cúng dường phật và chúng tăng là được sinh lên cái cõi trời đau lợi ấy chàng ta rất là vui rất là mong mỏi Thế thì anh ta cũng muốn sinh lên cõi trời lắm. Mặc dù bây giờ mình đang nghèo khổ, nghe? nhưng mình tin, mình hy vọng, mình sẽ mong mỏi làm sao sau này mình hết cái kiếp này mà sinh lên cõi trời đó, nghe cõi trời đó. Thế thì anh ta mới đôn đáo đi hỏi mọi người, anh ta đi hỏi mọi người, anh ta hỏi mọi người rằng à, này các bác phải dùng bao nhiêu tài vật mới có thể cúng dường cho phật và chúng tăng được à? phải dùng bao nhiêu tài vật thì mới được cúng dường cho phật và chúng tăng Đấy. Đấy. thì thưa đại chúng thì cúng dường bao nhiêu Đấy. là cúng dường được cho phật và chúng tăng Đấy. cúng dường phật thì một mình phật thì dễ rồi nhưng mà còn cả chúng tăng đại chúng biết là đi theo đức phật của chúng ta đức thích ca của chúng ta thường thường là có hơn một nghìn chư tăng chư ni nè, đấy trong kinh thường hay nói là một nghìn hai trăm năm mươi vào, đấy, chư tăng đại chúng đi theo đức phật, đấy, ở trong tinh xá kỳ hoàn cũng thế đủ chỗ cho cả hơn một nghìn tăng chúng ở, à đó, có cả giếng nước, có cả hồ tắm, có đủ hết á, ai đi đức phật rồi mà đến chỗ này rồi đều thấy hết á, các tinh xá ngày xưa rất là lớn, vì đi theo phật lúc nào cũng trên một nghìn tăng chúng. Đấy. Thế thì bây giờ anh chàng nghèo này anh muốn cúng dường cho Phật và cả chúng tăng cơ. Nếu cúng dường riêng Phật thì dễ, nghe không? nhưng mà còn cả hơn nghìn tăng chúng này thì, thì phải bao nhiêu nhỉ? Phải bao nhiêu thì mới đủ đấy cũng lo chứ. Nghe. Giống như Phật tử mà muốn cúng dường chứ tăng của chùa mình thì cũng phải xem là bao nhiêu chứ. Nghe không? Đấy, để các thầy cũng được một bát cơm chứ. Đấy. Bây giờ đó thì cái người hàng xóm ấy mới nói rằng thế này, phải cỡ 30 lượng vàng mới có thể thiết hội cúng dường trai tăng được 30 lượng vàng. Trong kinh này thì nói là lượng, nhưng Thầy nghĩ chắc nó cũng chỉ chắc giá trị bằng một chỉ của mình thôi. Nghe không? Một nghìn hai trăm năm mươi tăng chúng, Thầy cứ tính về, tính như thời giá bây giờ đi. Nghe không? Cho cúng mỗi Thầy ăn bữa thật là thịnh soạn nhất là khoảng trăm nghìn thì chắc nó cũng khoảng độ 125 triệu, có phải không? 125 triệu thì 30 lượng thì chắc đúng rồi. Đấy, chắc mỗi một lượng này chắc bằng một chỉ cơ mình bây giờ, tức khoảng ba cây vàng. Ba cây vàng được khoảng 120 triệu. Nghe. Thì đủ cúng Phật và, và chúng tăng 1.250 vị. Đấy, đại chúng ấy cũng là lớn đấy chứ, lớn lắm đấy chứ, với một người thế là rất lớn. Đủ một bữa chai viên thôi, chứ không phải là chai tăng. Chai tăng còn phải tứ sự, còn thuốc men mềm nệm y áo đây chỉ là một bữa chai viên cúng dường phật và chúng tăng đấy thế thì chúng ta thấy cái bác hàng xóm bác nói là phải cỡ phải 30 lượng tức là 30 chỉ vàng thì mới đủ được thiết một cái hội cúng dường cho phật và chúng tăng đấy, gọi là tùng tiệm đấy. thế thì chàng thanh niên này mới nghĩ bây giờ làm cách nào đây thôi quyết định mình bây giờ mình sẽ đi tìm đến cái nhà nào có điều kiện mình làm thuê khi ấy anh đi ra chợ để xin làm mướn ở gần bên chợ có một vị trường giả rất là giàu có anh đến đó gặp vị trường giả và xin làm mướn tức là làm thuê cho vị trường giả này ông trường giả này ông mới hỏi thế ngươi có thể làm được những việc gì chàng trai mới đáp việc gì tôi cũng có thể làm được tôi xin làm công cho ông ba năm Yeah. Ông trưởng giáo mới hỏi Thế ngươi muốn lấy bao nhiêu tiền Thì chàng trai mới đáp Tôi muốn lấy 30 lượng vàng yeah. 30 lượng vàng Hoặc ba cây vàng Cho nó dễ Thì vì trưởng giả Nghe anh này nói việc gì cũng làm được Liền mướn anh ta làm việc Và chàng trai này Đúng vốn là một người đoan chính Ngay thẳng Nên ông giao cho anh Bày bán các thứ vàng bạc Đồng thiếc anh bán được lời gấp bội bình thường. Đây cũng là cái duyên của anh ấy. Nghe không? Đấy. Ở Ấn Độ thì đại chúng biết đấy hầu hết ấy, làm ăn buôn bán toàn là đàn ông hết. Thôi. Đấy. Đàn bà chẳng phải làm buôn ăn buôn bán gì cả. Ra chợ toàn thấy đàn ông bán hàng thôi. Nghe không? Thế thì chàng trai này ấy, xin làm thuê cho ông trưởng giả này và nhà ông này rất giàu có. Ông này là có những cửa hàng bán vàng bạc. Thế thì giao cho chàng trai này đứng bán vàng bạc. Vì à, chàng trai này tính rất là ngay thẳng, rất là thật thà Và này chắc là cũng là có cái duyên phước đấy Cho nên là bán hàng thì rất đắt hàng Đại chúng thấy không? Có mỗi người có duyên đúng không? Có người bán hàng rất đắt hàng Mở hàng ra là khách người ta xô đến Gọi đuổi đi không hết Thế nhưng có người mà bán hàng thì ra trèo kéo Vời khách vào người ta lại bỏ đi Đấy là cái duyên đấy mỗi người có cái duyên cái duyên tức là cái phước của người ta cái phước của người ta thế thì chàng trai này được cái duyên như vậy cho nên là trong một thời gian anh bán được lời gấp bội những cái ngày trước đây ngày tháng đã đủ nên trường giả liền giao cho anh số vàng nói trên đủ ba năm thì ông trường giả ông mới trả công cho anh đúng bằng ba cây vàng nghe không ba cây vàng thì chàng trai này phấn khởi lắm nghe không nghĩ rằng là mong ước của mình sẽ được toại nguyện à, mong sẽ được toại nguyện bây giờ mình sẽ thiết hội để cúng dường trai viên lên đức phật và chúng tăng thế thì ông trưởng giả ông hỏi thế ngươi được vàng rồi vậy ngươi dùng làm việc gì thì chàng trai mới đáp tôi muốn cúng dường lên đức phật và chúng tăng ông trưởng giả ông mới nói được ta sẽ phụ giúp với ngươi trợ cấp cho ngươi các thứ bồn đựng gạo bột mì làm đồ ăn ngươi đi thỉnh đức phật và chúng tăng cho ta thế thì cái ông chủ này cũng tốt nghe không? vì tại sao ông lại tốt với chàng trai này vì thấy chàng ấy làm việc rất nhiệt tình rất chân thật nghe không? đứng đắn chứ mà đứng ở cửa hàng bán vàng cho ông mà lại ăn cắp nữa thì thôi thôi nghe không? rất là đứng đắn rất là trung thực À, rất trung thực cho nên là ông rất quý mà khi được vàng á thì chàng trai này lại nói với ông là tôi dùng tiền này để tôi thiết trai cúng phật và chúng tăng chứ không phải dùng tiền này để về mua nhà mua đất không phải không phải dùng cho cho mình mà lại muốn được cúng phật và chúng tăng nó rất là thiện tâm nghèo tức là ông thấy được cái 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 hảo tâm của chàng trai này từ đó ông lại càng càng quý cho nên ông bảo thế thì được, ông sẽ phụ giúp với chàng trai này. Ông cho mượn à, nồi, nêu bếp, đĩa, các thứ, rồi cho cả bột, cả gạo, cả mì, các thứ để mà chàng trai làm một cái trai hội cho nó thật đàng hoàng. Đấy. Thì chúng ta thấy thì sống ở đời cũng thế. Nhờ? Chúng ta sống với ai mà người ta thấy được mình chân thành, mình tốt thật sự thì người ta cũng sẽ khởi cái tâm tốt với mình, người ta sẽ giúp đỡ mình. Nghe có rất nhiều người đi làm ô xin ấy, đại chúng thấy đi làm ô một cuối cùng thì gia đình nhà chủ quý như là là ruột thịt vậy đó quý như ruột thịt quý lắm thầy cũng đã gặp những trường hợp ấy rồi vì cái vị ô này ở trong nhà nhưng mà rất là tốt rất trách nhiệm rất thật thà chủ đi vắng cũng thế không trộm cắp không có tơ hào một cái gì rất ngay thẳng rất thật thà thế là ông chủ cũng rất quý hoàng rất là quý coi như là là ruột thịt đấy. Ông giúp đỡ lại giúp cho con cái có chỗ công ăn việc làm nữa đấy Ở đời nó vẫn thường như vậy đấy thưa đại chúng. Đấy, thế còn ta mà ở <laughs> ăn trộm ăn cắp phải không? đánh con của chú thì người ta lại cho đi sớm đấy đấy cũng là những cái nhân quả. Thế thì sau khi mà được ông Trưởng giả ông giúp đỡ rồi chàng trai này rất phấn khởi nào trai phạn đã sẵn sàng hết rồi. Bây giờ thì anh ta lên đường đi đến tinh xá để thỉnh Đức Phật và Chư Tăng. Đấy, đến tinh xá kỳ hoàn để thỉnh Đức Phật và Chư Tăng. Đến nơi gặp được Đức Phật, Đức Phật mới nói với tất cả Chư Tăng nên đều nhận lời thỉnh cầu của chàng trai. Đức Phật dạy cho tất cả, truyền cho tất cả chư Tăng nên nhận lời của chàng trai này. Đấy. thì thưa đại chúng cái luật mà khi đến thỉnh tăng á, thì thường là à, một vị thí chủ đến thỉnh tăng thỉnh mấy vị tăng thì đến bạch với vị tăng chi sự ở trong chúng á. là bạch thầy chi sự hôm nay nhà con có việc à, nhà con có việc này việc kia con muốn được thỉnh năm thầy hay mười thầy đến nhà con để làm lễ tụng kinh chú nguyện và cho chúng con được cúng dường sớt bát cúng dường thì bạch với thầy chi sự thì thầy chi sự sẽ cắt đặt ở trong chúng ai đi là quyền của thầy chi sự ai đi quyền sự thế cũng có những vị thí chủ đến thì cứ phải xin là thỉnh cái thầy lớn cơ con xin thỉnh thầy lớn này cơ thầy a thầy b là những thầy lớn ở trong chúng cơ còn mấy chú tiểu là con không thỉnh Nghe không? thế thì chúng ta trước đây đã được học rồi đức phật dạy đấy khi thỉnh tăng mà phân biệt tâm như thế thì phước báo không lớn, Nghe à? cứ đến bạch thầy chi sự, còn tùy thầy, thầy cắt cử ai đi thì phước báo ấy bằng phước báo của cả một đại tăng, đấy một đại tăng. đấy chứ còn nếu mà ta thỉnh riêng đấy gọi là biệt thỉnh thầy nào cụ thể thầy nào thì phước báo lại không lớn, phước báo lại không lớn, nha. À? cái việc mà thỉnh tăng cúng dường lại như vậy nữa. thế thì ở đây Đức Phật nói với tất cả chư tăng là tất cả chư tăng nên nhận lời. À, bạch thỉnh cúng dường của chàng trai này mà hơn một ngàn chư tăng đấy thưa đại chúng. Đức Phật ở ngay phòng của ngài còn tất cả chúng tăng đều nhận lời mời của chàng trai này. Hôm đó lại đúng vào ngày tiết nhật, ngày tiết nhật có thể là một ngày bắt con trai à, hay là một cái ngày lễ à, đặc biệt nào đó. Cho nên ấy, dân chúng mọi người đều mang dâng các đồ thức ăn uống đến chỗ chúng tăng rất là nhiều. Để đúng cái ngày hôm ấy là cái ngày tiết nhật, là cái ngày mà có lễ trọng trong dân chúng. Thế cho nên dân chúng người ta lại làm, làm thực phẩm dâng lên cúng dường Phật và chúng tăng rất là nhiều. Đấy, thưa đại chúng. Đấy. Mọi người cúng dường lên chúng tăng rất là nhiều. Chúng tăng đã ăn no, vì vậy, lúc đi đến nhà của trưởng giả, khi mà chàng trai tự mình sớt cơm, thì vị thượng tọa mới nói thế này, sớt ít thôi con ạ. Nghe không? Đấy, nhé. Tức là chư Tăng ôm bát ấy, đi khất thực, thì dân chúng ta cúng, cúng, trước rồi, rất là nhiều rồi. Đấy. Thế và số lượng ấy là chư Tăng ăn là no rồi đấy, ăn là no thế thì khi mà đến nhà của ông trưởng giả này á vì cái chàng trai này làm thuê cho ông trưởng giả mà và thiết hội cũng dường tại nhà ông trưởng giả thế thì đến nhà ông trưởng giả thì chư tăng bát cũng rất là nhiều rồi cho nên ý, vì thượng tọa thủ chúng á, mới nói với lại cả cả chàng trai với lại gia đình ông chủ là thôi sớt ít thôi Nghe? sớt ít thôi chứ tăng no rồi đấy Nghe không? <laughs> sớt ít thôi mọi người tất cả chư tăng đều lần lượt nói rằng sớt ít thôi sớt bát ít thôi Nghe không? đầy rồi no rồi sớt nữa không không được nữa đấy. và từ chúng ta thỉnh thoảng sớt bát cũng dừng chư tăng đấy. À. đấy các thầy thì cũng lượng theo sức của mình à, bên tăng thì ăn khỏe hơn thì các thầy là đồng ý sớt nhiều hơn bên ni các sư cô ăn yếu hơn thì các cô bỏ sớt ít thôi một thìa cơm là đủ rồi À, nên tăng thì các thầy bảo hai thìa cơm, nghe. Không? Đấy. Thế thì có những người thấy sớt ít là cũng buồn đó, nghe. Không? Mình hôm nay hì hục lấu từ sáng đến giờ mang lên cúng, các thầy lại nhận mỗi tí thế này cũng buồn lắm, buồn. Thế thì chàng trai này cũng thế, nghe thấy vì thường tọa thủ chúng và hết thầy chư tăng, ai cũng bảo sớt ít thôi, buồn lắm chứ. Mình ba năm đi làm thuê, nghe, không? vất vả khổ nhọc hôm nay thì háo hức vào để mà thiết lập một cái cái trai hội này để cúng dường thế mà các ngài đến các ngài lại thọ có mỗi một tí ti này buồn lắm thế là anh ta mới khóc anh ta ảo não than thở ba năm cay đắng để được cúng dường một bữa cơm này những mong chúng tăng thọ thực ta mong cầu được sinh lên trời như vậy chắc là không được sinh rồi Nghe không? Nghĩ là mình không được sinh rồi. Hơi <laughs> chán, cũng buồn. Nghe không? Rất là tâm, rất là thành đấy, thưa đại chúng. Thành lắm đấy, Nghe không được sinh rồi. Anh ta bèn đi đến bên Đức Phật và bạch với Phật thế này. Đức Phật ấy cũng đi, mà anh ta đến với Phật, anh ta than thở với Phật này. Đại chúng thấy đúng là thời đó rất là hạnh phúc, có phải không? Có gì là gặp Phật thưa hỏi được ngay. anh ta than thở, anh bạch Phật này. Kính Bạch Thế Tôn! Chúng Tăng không ăn đồ ẩm thực của con cúng dường. Như vậy, sự nguyện cầu của con chắc chắn không thành tựu rồi. Con buồn lắm. Nghe không? buồn lắm. Đấy, anh ta anh lên anh Bạch Phật thế. Buồn lắm. Thì Đức Phật mới ôn tồn nói thế này. Thế các ngài có ăn một chút ít chứ? Phật hỏi lại. Thế các ngài cũng có ăn một chút ít chứ? Đấy. Thì chàng trai em nói Tất cả chúng tăng đều ăn rất ít Đức Thế Tôn ạ à? wow. Tất cả các chư tăng đều ăn rất ít Vì thầy nào cũng bảo sớt cho ta một ít nữa thôi Nghe Một ít thôi à. Anh đã khẳng định là Các thầy có nhận, có ăn và ăn rất ít Đúng. Thế thì Đức Phật mới nói thế này Này con Giả sử chúng tăng không ăn gì cả Thì nguyện của con cũng thành tựu huống chi họ có thọ thực chút ít thì sao mà lại không thành tựu Nghe không? Đấy. đức phật nói đấy kể cả là chư tăng không thọ thực của con đã nhận sự cúng dường của con mà không thọ thực của con à? thì con vẫn được thành tựu cái nguyện của con huống hồ các ngài còn thọ thực một chút ít nữa đấy. thế cho nên ở đây á, các phật tử qua cái câu này các phật tử hiểu để mình ứng dụng vào cái việc của mình mình cúng dường lên chúng tăng chúng tăng đã nhận rồi đã hứa khả nhận rồi là mình được phần phước của mình nghe không? ví dụ thầy nói ví dụ ngày dằm tháng 7 chẳng hạn đạo tràng nào cũng lên cúng dường cũng làm đồ ăn cúng dường làm sao bụng thầy ăn hết được có mỗi một món chấm mút một tí cũng không thể hết được chấm món nghe không? đấy nghe thế thì có thể là có những đạo tràng những phật tử cúng dường món của mình các thầy không ăn đến không ăn đến rồi có khi buồn khổ ảo não khóc nghe không đấy thế nhưng mà bụng các thầy thì có hạn làm sao ăn hết được nghe không? không thể ăn hết được đấy. cái trăm món cúng dường không ăn hết được đấy. đấy thế thì các phật tử yên tâm ở chỗ này đức phật dạy dù các ngài không thọ thực của con thì con vẫn được cái phúc báu, thành tựu được cái nguyện cơ mà huống hồ các ngài có thọ thực nghe không Đấy, như vậy cái sự cúng dường ở đây mà thành tựu đó chính là cái sự chấp nhận của chúng tăng nghe không? khi các ngài đã hứa khả nhận sự cúng dường của mình rồi là mình được cái phước báu ấy rồi thưa đại chúng Nhá? chứ không phải đợi các ngài thọ thực nghe không? Cũng mong các thầy phải ăn bằng được nghe không? À, thì nó không đúng cái đạo lý này đấy chàng thanh niên nghe Phật nói như vậy thì rất vui mừng trở lại chỗ dọn đồ ẩm thực. Bây giờ chúng tăng đã thọ thực xong liền trở về. Thế thì chư tăng đến nhà trưởng giả thọ thực xong rồi trở về. Và khi thọ thực xong thì bao giờ các thầy cũng chú nguyện cầu nguyện cho thí chủ được phước báu và những cái nguyện thiện của mình sẽ được thành tựu. Đó. Thì khi ấy có 500 vị khách buôn họ đi biển về vào trong thành để tìm kiếm thức ăn. Lúc ấy là thời đói kém, chẳng ai cho ăn cả. Thì lúc ấy lại có 500 cái vị lái buôn, họ đi biển về, họ vào trong thành xá vệ để mà, để mà mua đồ ăn. Nhưng mà thật sự là cũng không có hàng quán để cho ăn và cũng không ai cho ăn cả. 500 vị lái buôn, bị đói, bị đói tiền thì có của có mà bị đói đấy thưa đại chúng nghe? thế cho nên là có những lúc tiền không làm gì được cả nghe. vào cái lúc đói thì một cục vàng cũng không bằng một bát cơm nghe. bát cơm nuôi sống được chứ cục vàng không nuôi sống được mà Đấy. thế cho nên các cụ nói là hạt cơm là hạt ngọc là cũng đúng đó. quý hơn ngọc ừ. thế thì có người mới nói với 500 vị thương buôn này thế này có con của ông trưởng già kia hôm nay mở trai hội đấy chắc hẳn ở đó có đồ ăn đấy Nghe không? họ thì nghĩ là chàng trai này là con ông trưởng giả vì làm thuê ở nhà ông mà đấy. thế họ bảo là hôm nay là tôi thấy phật và chúng tăng đến nhà ông trưởng giả để thọ nhận có trai hội cúng dường đấy do con ông trưởng giả đấy ông cúng dường đấy thì mọi người hãy đến đấy xin có khi là có thức ăn đấy Nghe không? cũng giống như chùa mình ấy, khi mà làm khóa tu như thế này này hay là đại lễ gì rất nhiều du khách Phật tử họ đi đến chùa. À, thế mọi người mách nhau mà cứ vào đấy xin cơm đấy là có cơm ăn đấy. Mà chùa mình thì thoải mái nghe. Chỉ khi mà hết cơm thôi, chứ còn còn cơm là ai đến cũng cho ăn hết, không có tiếc gì cả. Thế thì 500 vị à, thương buôn này nghe người kia mách như vậy mới đi đến nhà ông trưởng giả. Thì khi họ đến nhà ông trưởng giả, họ xin ăn thì họ được chàng trai mời ăn và họ rất hoan hỉ. 500 khách buôn đều ăn uống no nê, tất cả những người đi theo đều được no đủ cả. Tức là vì chàng trai này thiết trai cúng Phật rất là lớn đấy, đại chúng thấy những 30 lượng vàng, ba cây vàng để làm cơm thì cũng là lớn. Nghe Mà Phật và chúng tăng chỉ nhận có một chút thôi, cho nên còn thừa rất là nhiều, thừa rất nhiều. Cho nên là 500 ông khách buôn này là vơ bẫm, đến là, đến là được ăn no nê thoải mái. Thế thì sau khi ăn xong ấy, thì người khách buôn cuối cùng cởi một viên ngọc trị giá một trăm lượng vàng để tặng cho này một trăm chỉ vàng tức là mười cây vàng. Người trưởng đoàn cởi một viên ngọc trị giá một ngàn lượng vàng đưa cho chàng trai này. Họ rất là giàu, Hỏi đó, Họ những ông thương buôn này rất là giàu, rất là giàu. Còn á, những 500 khách buôn còn lại thì người nào cũng cho chàng một viên ngọc, người thì cho chàng cái bồn bằng đồng, người cho cái bình bằng bạc. Đó. họ rất là giàu, tài sản rất nhiều. Chắc là họ đi biển về họ được của cải rồi buôn bán nó được. Thế bây giờ về lại lại được người cho ăn này họ. Mà ở đây Thầy cũng nghĩ là phúc báu của chàng trai này là chính. Đấy nhưng mà chàng trai khi mọi người cho thế thì chàng đều không dám nhận chàng không dám nhận chàng lại chạy đến bạch với đức phật vì nghèo mà đại chúng thấy đang nghèo như thế này nhìn thấy của cải cũng sợ chứ cũng sợ thế đại chúng mình đang nghèo này giống như mình nghèo mà chúng sổ số có sợ ông đại chúng không sợ <laughs> Đúng, không sợ lắm. tự nhiên là có hàng chục tỷ mấy chục tỷ sợ lắm không biết là thế nào cũng hoảng ấy thế là anh ấy đến anh ấy chạy đến bạch phật mới bạch thế này bạch thế tôn là bây giờ những cái vị thương buôn này vì cho con nhiều tiền nhiều của thế này thế nào con không dám nhận đâu thế thì phật mới bảo này con đó là quả báo tạm thời con hãy nhận đi để hết khổ về sau chắc chắn con cũng sẽ được sinh lên trời đừng sợ hãi Nghe này Đức Phật nói, đây là cái quả báo của con đấy. À. Con nhận đi. Ở đây vậy quả báo tức là kết quả báo đáp. Do con cúng dường Phật và chúng tăng. Cho nên con được cái quả này đấy, báo đáp đấy. Đây là quả của con. À. Con nhận đi. Cho nó hết khổ. Và con còn chắc chắn được sinh, sinh lên trời đấy. Đó. Thế thì thưa đại chúng chúng ta thấy chàng trai này đúng là rất là may mắn nghe không? được cả cúng dường vào ruộng phước điền bậc nhất có cả đức phật và lại chúng tăng thanh tịnh toàn là những bậc thánh tăng thôi cho nên phước báu trổ quả ngay tức thời nghe không? đang từ thân phận nghèo khổ mà trong một ngày chuyển hóa luôn đấy có cả hàng trăm cây vàng như thế hàng bao nhiêu viên ngọc như thế nghe không? ai cũng tặng cho thế. thế thì cái này chính là vì sao đại chúng đúng là cái phúc của chàng trai này. Sau khi mà cúng dường cho Phật và chúng tăng và được Phật nói rõ cái phước báo Thì tâm của chàng trai rất hoan hỷ nó mở ra nghe. Không? đại chúng thấy có khi chúng ta đấy, khi mà chúng ta cho ra, chúng ta bố thí hoặc chúng ta cúng dường xong mà với cái tâm chân thành ấy thì tâm mình rất hoan hỷ sau khi mà được quý ngài nhận cho rồi là tự nhiên lòng mình nó rất hạnh phúc, rất hoan hỉ, rất sung sướng. Đấy, cái sung sướng ấy từ trong tâm mình nó toát ra, mà toàn thân sung sướng, hân hoan. Đấy là cái phúc đấy, thưa đại chúng. Ừ. Chưa nói đâu xa, nhưng mà cúng dường xong rồi, được các ngài nhận cho rồi, tâm mình tự nhiên rất hoan hỉ. Đó. Ai đã từng thật tâm bố thí, chân thành bố thí, chân thành cúng dường, đều có cái cảm nhận này, nghe không? Cái người mà keo kiệt, tham lam, chưa từng bao giờ biết bố thí, cúng dường, họ không bao giờ được hưởng cái hạnh phúc này, nghe không? Cái hạnh phúc của người cho ra, của người bố thí, người cúng dường. Wow. Bản thân Thầy lúc chưa đi tu cũng thế. Lúc ấy còn là một anh cán bộ rất nghèo ở viện máy. Hôm ấy Thầy đi về thì Thầy thấy một bà cụ bà ăn mày, chắc cũng khoảng ngoài 80, bà nằm bẹp ở cái cổng của khu tập thể mà cụ lại còn người lại còn bị lở loét nữa thế thầy về thầy mới nấu cơm nấu cơm nước xong xuôi rồi thế thì mới sới bát cơm đầy đạn thức ăn đầy đủ mang xuống cho cụ cả đũa cả thìa cả nước canh cho cụ và xuống còn đỡ cụ dậy cụ mệt cụ nằm bẹp ở đấy mời cụ ăn rồi còn xúc cho cụ ăn mà Đại chúng biết ấy khi thầy xúc cho cụ ăn từng thìa từng thìa cô ăn nữa thì mình cảm thấy lòng mình nó nó hạnh phúc mỗi thìa cơm là lòng mình cái hạnh phúc nó trào lên rất là hạnh phúc rất sung sướng Đấy. cho nên thầy mới thấy là người bố thí người cúng dường là sinh phúc báu là thế tự tâm mình được hoan hỉ Đấy. cho nên là cho ra biết cho ra biết giúp đỡ lại là hạnh phúc chứ không phải không cái người mà không từng làm như vậy họ không thể cảm nhận được cái hạnh phúc này nói thì cho nên họ bảo là cho thì mất chứ được cái gì nghe không nhưng họ đâu biết là cho lại là được nha đấy chính ngay cái tâm mình nó được hưởng cái phúc lạc ngay trong tâm rồi Chứ cho nên chàng trai này có lẽ sau khi cúng dường chúng tăng và Phật rồi thì tâm của chàng ấy rất là hạnh phúc nó hỉ lạc toàn thân nó hân hoan toàn thân nghe không? cho nên ấy khi gặp đoàn thương buôn này chàng hoan hỉ bố thí thức ăn cho họ với một cái tâm như vậy thì chính cái tâm đấy nó lan tỏa ra khiến cho tất cả 500 vị thương buôn này cũng hoan hỉ nghe không? cũng hoan hỷ, không thấy tiếc gì của nữa đấy. thế nhưng một cái người tham lam á, thì lại khiến cho người khác sinh tâm tham lam đại chúng thấy không đấy. thầy vẫn hay kể cái câu chuyện mà trên mâm cơm á, có cái đĩa thức ăn ngon mà anh nào cũng nhăm nhăm gắp cho mình anh này gắp thì tiện anh kia cũng nhăm nhăm thế còn người này gấp nhường cho người kia thì người này lại nhường người kia thì cả mâm cả mâm đều vui đấy đã chúng nghe câu chuyện này, đôi đũa của người trời rồi đấy nghe không? đôi đũa của người trời nó dài hơn đôi đũa của người trần gian chúng ta nghe không? là vì sao ở trên trời cái mâm nó lớn lắm thì cái người ngồi ở đầu này người ta gấp thức ăn gấp cho cái người đằng kia nghe không? cho nên cần đôi đũa dài đấy thế còn người trần gian chúng ta dùng đũa ngắn để gắp vào bát mình cho nhanh <laughs> không gấp cho người gấp vào bắt mình đấy nó là như vậy câu chuyện nó cũng rất là vui nhưng nó nói cái đạo lý khi mà chúng ta đều biết san sẻ có yêu thương có tấm lòng san sẻ thì mọi cái rất là tốt trong mâm cơm ai cũng biết nhường nhịn ai thì ăn rất là ngon ăn rất là từ tốn thế còn vào mâm là chỉ muốn mình được món ngon gấp cho mình thì cái bữa cơm ấy thật sự ăn rất mệt mỏi lại chúng thấy không có vui gì cả. Người ta ăn thức ăn mà còn ăn cả niềm vui nữa cơ, nghe chứ không phải chỉ là ăn thức ăn. Đó. Thế cái người dạy thì chỉ biết ăn thức ăn mà không biết ăn niềm vui mà chúng ta phải phải ăn được cả niềm vui mới là quý. Thế thì sau khi mà Đức Phật nói như vậy thì chàng trai này rất là phấn khởi, hạnh phúc nhận cái số tài sản do 500 vị thương buôn này tặng cho mình. Thế thì cái vị trưởng giả mà thuê chàng trai này làm thuê đấy lại không có con trai, có mỗi một cô con gái thôi. Thì vị này á sau đó lại hoan hỷ gả cô con gái cho chàng trai này. <laughs> Từ đó mà chàng trai này lại trở thành một ông chủ rất là giàu có thế rồi trong thành xá vệ lại có một ông trưởng giả nữa giàu có bậc nhất mạng chung mà cái ông trưởng giả bậc nhất này này lại không hề có con thừa kế không có con cái gì thừa kế cả thế thì cái luật của thời đó đó người không có ai thừa kế thì tài sản sung vào công quỹ quốc gia nhà vua là thu hết thế nhưng mà vua ba tư nặc thì nghe đến cái chàng trai nghèo này này chàng trai thanh niên nghèo này thấy như vậy bây giờ thì ông mới lại à, đem tất cả gia nghiệp của cái ông trưởng giả giàu nhất trong thành này giao cho, cho chàng và giao cho cái chàng trai này à, đấy người ta gọi giống như là làm cái ông trưởng khố giàu có nhất ấy. đấy và thưa đại chúng á, chàng trai này bây giờ trở thành một cái người giàu có nhất trong cái thành này đấy nhất trong cái thành xá vệ này rất là giàu có đức phật mới nói đó mới là quả báo tạm thời còn quả báo thực thì sau này sẽ đầy đủ chàng trai này còn được phước báo sinh lên trời nữa cơ Đấy. thế thì kính thưa đại chúng đây là câu chuyện trong kinh tạp bảo tạng đức phật nói về cái phước báu khi một người biết thành tâm cúng dường phật và chúng tăng thì cái câu chuyện về cúng dường được phước báu phật tử chúng ta ai cũng biết rồi nghe? nhưng hôm nay chúng ta cùng chia sẻ để chúng ta mới thấy cái người họ không có lòng tin họ không được học phật pháp thì không bao giờ họ nghĩ cho ra nghe? họ đâu có nghĩ đến sự cúng dường đâu có nghĩ đến sự bố thí họ tuyên truyền ở đời này chả có ai tốt cả không nên giúp đỡ ai không nên cho ai cái gì cả nghe? nhưng chúng ta học phật pháp mới biết và phước báo nó thật sự sinh ra từ chính cái tâm thiện hảo của mình nghe không? tâm tốt lành của mình đấy là lẽ chân thật cho nên ấy, qua cái bài kinh này cái câu chuyện của chàng trai này không? thì thầy mong tất cả các phật tử vững lòng tin với tam bảo vững lòng tin với dụng phước Điển tam bảo nghe không? những lời đức phật dạy biết bố thí biết cúng giàng biết san sẻ giúp đỡ biết yêu thương đó là tinh thần của người con Phật nghe. Không? Chúng ta không sống ích kỷ, không chỉ sống cho riêng mình, không chỉ biết sống cho cho mỗi mình mình, nghe không? mà ta biết bên cạnh ta còn có biết bao người cần sự giúp đỡ. Và chúng ta biết tích lũy phước báo cho mình trong đời này và đời sau nghe. Không? Thầy xin chúc đại chúng tinh tấn tu tập để gặt hái được nhiều phước báo đời này và muôn kiếp về sau.